Cõi xin mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cõi Nalin. Ngày hôm nay là video khá là đặc biệt ạ. Ngày nay thì chúng em thịt một con lợn để mà sấy. Này sẽ làm thịt lợn gác bếp. Sáng nay thì chúng em vừa mới thịt lợn xong, ngày chiều thì bắt đầu lọc và chuẩn bị sấy. Này, gia vị sấy đây ạ. À còn thiếu tỏi nữa. Đây. Đấy. Gia vị thì bao gồm có ớt này, gừng này, tỏi này, thảo quả. Cái này là hạt dổi. Còn cái này là mắc khén ạ. Và muối. Đây. Nguyên liệu để mà sấy đây ạ. Đây là thịt. Đây, chỗ chị Vân đang thái cái này là thịt ba chỉ. Bây giờ thì con cói sẽ giã thảo quả, giã gừng. Đấy. Xong thảo quả. Phần chị Vân đang thái đây là phần thịt lạc đấy ạ. Ba chỉ thì đã thái xong rồi. Đây cái này, nhưng mà cái này là phải có tỏi này cay lắm này. Cái gì cũng cay, tỏi đồ cay. Đồ sấy là phải cay cay một tí mới ngon. Lần nào tí mình cũng trộn ớt. Đấy. Con lợn thì được bằng này, thịt lạc này. Con ba chỉ thì được bằng này. Đấy. Bây giờ sẽ chuẩn bị là cà măng khén. Lấy đủ cân thì rửa thôi. Cái này là hạt dổi. Để cho ít thôi. Cho muối.
Cái này là lạp xưởng. Phản cho ớt đi. Mấy miếng đã rơi đầy rồi. Tôi đã đủ rồi thì. Gì cái tí đã. Vậy thì bây giờ đã là sáng ngày hôm sau rồi. Thì hôm qua ướp được một đêm. Sáng nay thì sẽ bắt đầu sấy. Giờ anh Thành đang lấy củi để chuẩn bị chất bếp. Đây, con gà của chúng em đấy ạ. Cái cây mà anh Thành đang vác, cái này là củi nhãn ạ. Cái cây củi nhãn có cho vào được không? Cho tôi lại. Cái đâu mà chuyển vào đấy nhá. Ừ, đấy. Rồi thì anh Thành sẽ cắt cái cây, cái thép này để mà uốn nó như thế này này, như này để mà treo thịt. Cái này là em có vừa uốn được mấy cái rồi, tại cái thép này nó cứng quá nên không cắt được. Một đầu mình cho nó gập vào hẳn đi. Một đầu mình chỉ móc tùy thôi, một đầu mình chỉ móc để sắt này. Phải cua một tí nữa như thế này. Đây này ạ. Cái dài. Dài theo đi. Thank you.
nên ướp qua đêm thì nó mới ngấm gia vị được. Mình ướp khoảng 2-3 tiếng thì nó chưa có ngấm gia vị. Ba chỉ này có bì đấy, hơi bị dai đấy. Cứng quá hay ạ. Phần còn lại thì anh Thành sẽ làm. Nên em có chọc cái bì kia bị đứt một đoạn tay ở đây, đau quá. Giờ không tiện làm, Thành sẽ khác làm. Hiện tại thì bây giờ đã là giờ chiều rồi, 2:30 rồi. Thì nó được tầm như này. Nghĩa là cái tầm nó cứ sắp cứ đậy vào. Nó giữ được cái nhiệt. Tầm như này. Khá là thơm. Kia là lạc dược. Các anh đi chặt thêm lá chuối đi. Tay em đau không chặt nữa. Không đốt nửa rồi à? Bây giờ chơi thiêu thiêu thôi. Tí đốt một tí cũng được. Đây sáng nay mình đốt là nó có than nhỉ. Đợi một con lợn được một con lợn 72 cân đấy nhỉ. Cũng không được nhiều cho lắm. Thành đang đi lật cái lạp xưởng. Thế chắc bị cháy á, có quá nhiệt quá không? Mà chắc phải làm cái dây treo lên nhỉ? Phải treo lên cơ. Thank you.
Đấy. Cắt cho xin giữ biệt nha. Bây giờ đã là sáng ngày hôm sau. Đây thịt của chúng em nó như này đấy ạ. Do là hôm qua là cái lò này nó rất là nóng nên là nó hơi quá lửa một tí. Ôi giời, cái này là bị giòn quá nhỉ. Còn đây là những cái miếng mà thịt rạc sấy đấy ạ. Đây là cái miếng ba chỉ. Ba chỉ chắc được đấy ạ. Chắc được rồi. Thôi cứ kệ nó đi, cứ để đây cũng được. Cho nó hun chắc đậu khoảng đến tối chắc được rồi. Ôi giời. Này. Đây là cái lần đầu tiên mà chúng em sấy nguyên con và coi như là mình làm nhiều như này ấy nhỉ. Cho nên là thái thịt nó chưa được đều tay. Có miếng thì vừa có miếng thì bị to, cái thịt lạc này cũng thế này, mình cắt theo cái thớ thì của thịt lợn ấy, cho nên là cái con lợn nó cũng kiểu nó ngắn thớ quá nhỉ, để con sau rút kinh nghiệm. Cái này là khô này chín rồi. Chiều nay thì sẽ nấu xào một miếng ba chỉ đi nhỉ, để rau bắc hồ vườn có xào với lại su hào hoặc là cải mèo cũng được. Chiều nay sẽ xào ăn thử xem nào. Bây giờ là úp vào rồi. Hôm qua là có đậy lá chuối nhưng mà lá chuối là cái lò này nóng quá nên là héo nhanh lắm. Héo nhanh lắm nên là không được phải đậy cái bìa này mới mới đúng này. Còn đậy lá chuối vào thì nó cũng thơm, cũng được. Nó héo nhanh lắm. Qua thâm quá nên phải kê thêm một viên gạch xong rồi. Vác sắt lên cao lên. Hôm nay thịt sấy thì sẽ xào với lại cái rau này. Này mẹ đang hái rau cải. Sẽ ăn miếng này ạ. Đấy, sau khi mà lấy thịt xuống là đốt cái bì nó lên. Đây này, nó phải như thế này. Bây giờ là rửa bằng nước nóng. Con này cái bì nó mới mềm. Nó cứng rồi. Phải đốt đen xì này xong cạo ra thì có một cái lớp vàng như này. Đấy. Thì mình thái cái bì nó sẽ mềm. Còn như cái đoạn kia nó bị dai cái bì. Thank you.
thế không phải cho mỡ ư ấy. Này nó cũng không có mỡ nữa. Không có mỡ nữa đâu. Toàn lạc. Này. Ừ. Nên lúc mà chúng em sấy nên là cũng không có cho muối nhiều. Nên bây giờ là nấu thì có thể nêm nếm thêm gia vị như mắm chẳng hạn. Nước mắm là cho thêm súp cũng được. Cho thêm chín vào. Ở đây tiện có củi thì xả luôn ở đây. Đây là thành đây không? Giá ga thì đang tăng lên, tận dụng bếp củi đây ạ. Mình xào cho tí mỡ nó chảy ra một tí. Cho rau cải vào. Nói chung là xào với lại rau gì cũng được. Cũng được hoặc là xào không tùy theo khẩu vị của mỗi người, mỗi nhà. Đây, như này là đã chín rồi này ạ. Đây, đã múc ra đĩa xong. Đây là nấu canh giá đỗ. Hai cái tay này của em còn đang bị đau nên là làm cái gì nó rất là bất tiện. Chấm tí ớt măng khén vào đây. Mời các cô các bác ăn cơm ạ. Đây, cái này là sấy khô này thì thích hợp cho uống bia hơn. Này là uống bia là hợp nhất rồi. Nó bỏng này. Thịt ba chỉ này sấy vậy là được, nhưng mà thịt kia chưa khô. Ừ. Ăn cũng được như vậy, thêm cay. Giống mùi thịt lợn sấy à? Nó là thịt lợn sấy. Bây giờ là cái thịt này là được rồi đấy ạ. Lâu quá không ngon. Ôi trời, cái miếng này đen quá. Này, để nhà ăn. Tao ăn qua có cái vài miếng nửa to quá. Không kịp xử lý. Mày đâu.
Hết chưa? Hết rồi. Bì rất là vàng đều. Miếng này lạc nhiều này. Cái móng này thì bỏ vào đây xong là rửa đi. Rửa để ráo nước nó khô đi xong là lại tiếp tục mẻ kế tiếp. Như vậy là thịt này thì đã xong. Đây là mẻ đầu tiên của chúng em, gọi là sản phẩm đầu tay. Rất là mong nhận được sự ủng hộ từ các cô các bác khán giả. Này bây giờ thì chúng em sẽ cân và hút chân không. Rồi xem nào, cho một cân chưa? À thiếu một miếng bé nữa. Rồi, một cân tròn. Một cân. Đấy. Cân thịt. Cái miếng này chắc dài, có phải cắt nó ra. Ừ. Đây là phần viên. Đây là miếng thịt lợn. Chỗ này là một cân. Nhìn nó kiểu nó đen đen này mà không sao ạ. Không có để rửa đi lúc mình ăn nhỉ. Mình rửa đi. Rồi này cũng một cân. Cái này hơi dài so với cái túi. Bên trong của miếng thịt này ạ. Đây là mẻ đầu tiên của chúng em nên là cũng chưa có đẹp cho lắm ạ. Cái này cũng một cân. Còn đây là thịt lạc sấy. Rồi, một cân. Anh xem. Nè. Mặn mặn một tí. Được chưa ạ? Đây. Một túi như này là một cân ạ. Đấy. Đấy, chỗ kia chắc được 5 lạng thôi bác. Được 3 cân thịt nạc.
Vẫn chưa được 5 lạng. 4 lạng 9 thôi. 4 lạng 9 đâu? Sao đấy. 6 lạng ở 5 lạng? À, ôi, em nhầm. Đây 5 lạng ở đây. Hơn 5 lạng một tí. Thôi gọi là 5 lạng. Được 3 cân rưỡi à? Được 3 cân. 3 cân rưỡi thịt nạc này. Và kia là được 7 cân à? 7 cân 3 chỉ. Bây giờ thì chúng em sẽ đi tiến hành là hút chân không ạ. Mang đi hút chân không rồi đây ạ. Đây là 3 chỉ. Đây là 3 chỉ thì có giá là 360.000 1kg là chưa bao ship ạ. Là chưa có cái tiền ship ạ. Đây là thịt lạc sấy. Thịt lạc sấy thì có giá là 550.000 một cân. Là cũng chưa có ship. Đấy. Đây cũng 3 chỉ này. Đây cũng bây giờ là cũng sắp đến Tết rồi cho nên là chúng em có sấy thêm đồ để mà bán và thêm ít thu nhập cho gia đình thì rất là mong nhận được sự ủng hộ của các cô các bác ạ. Đây. Mọi chi tiết đặt hàng thì em Cói sẽ để cái số điện thoại của em Cói ở trên màn hình. Có gì thì các cô các bác cứ nhắn tin và gọi điện trực tiếp cho em là được. Hoặc là liên hệ với lại em Cói qua Facebook là Cói Dalin. Hay Zalo cũng thế. Nên bây giờ em Cói cũng xin phép là tắt máy thôi ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Cói Dalin.